Các chuyên gia Mỹ đã nghiên cứu 6.700 người hút thuốc để đánh giá mức độ nghiện nicotine. Kết quả cho thấy 2/3 số người hút từ 1 đến 4 điếu thuốc lá mỗi ngày đều bị nghiện chất độc thần kinh này. Tuy nhiên, mức độ nghiện dường như sẽ tăng lên theo số lượng thuốc lá hút hàng ngày. Phát hiện này nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đánh giá đúng nguy cơ nghiện nicotine ở tất cả những người hút thuốc, bao gồm cả những người có thói quen hút thuốc bình thường. Trước đây, một số người cho rằng chỉ những bệnh nhân hút khoảng 10 điếu thuốc lá trở lên mỗi ngày mới bị nghiện. Tuy nhiên, nghiên cứu này chứng minh rằng nhiều người hút thuốc lá ít hơn, thậm chí cả những người không hút thuốc lá hàng ngày đều có thể bị nghiện. Bên cạnh đó, hút thuốc lá nhẹ hơn được nhìn nhận là ít có hại hơn so với hút thuốc lá nặng, nhưng nó vẫn gây ra những rủi ro sức khỏe đáng kể. Các nhà cung cấp dịch vụ y tế đôi khi coi những người hút thuốc lá nhẹ hơn là những người không nghiện thuốc. Do đó, họ không cần điều trị. Nhưng nghiên cứu này cho thấy, nhiều người trong số họ có thể gặp khó khăn đáng kể khi bỏ thuốc mà không được tư vấn. Trong nghiên cứu của mình, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng 85% trong số 6.700 người hút thuốc hàng ngày tham gia khảo sát bị nghiện ở một mức độ nào đó, cho dù mức độ nhẹ, trung bình hay nặng. Đáng ngạc nhiên là 2/3 những người chỉ hút từ 1 đến 4 điếu thuốc lá mỗi ngày đã bị nghiện, và khoảng 1/4 số người hút thuốc lá ít hơn hàng tuần đã bị nghiện. Các nhà nghiên cứu Mỹ cũng đã phát hiện ra rằng mức độ nghiêm trọng của chứng nghiện thuốc lá dường như tăng lên khi mọi người hút thuốc lá thường xuyên hơn. Trên thực tế, 35% những người hút thuốc lá từ 1 đến 4 điếu thuốc mỗi ngày sẽ bị nghiện nicotine ở mức độ vừa phải hoặc nặng. Có đến 74% những người hút hơn 21 điếu thuốc lá mỗi ngày. Nghiên cứu trước đây phát hiện ra rằng những người không hút thuốc lá hàng ngày có nhiều khả năng bỏ thuốc hơn những người hút thuốc lá hàng ngày. Các bác sĩ nên hỏi bệnh nhân về tất cả những hành vi hút thuốc, bao gồm cả việc không hút thuốc hàng ngày, vì những người hút thuốc như vậy vẫn cần điều trị để bỏ thuốc thành công. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ mức độ hiệu quả của các biện pháp can thiệp hiện có đối với những người nghiện thuốc lá nhẹ. Những nỗ lực không ngừng để xác định các phương pháp cai nghiện tối ưu cho nhóm dân số này vẫn là một hướng quan trọng cho các nghiên cứu trong tương lai. Khói thuốc lá là sát thủ vô hình, là kẻ giết người thầm lặng, từng ngày từng giờ đầu độc cả thế giới, cần phải được loại bỏ khỏi môi trường sống của con người. Hút thuốc vừa có hại cho bản thân, lại vừa có hại cho người khác. Vì vậy, những người đang hút thuốc cần suy nghĩ bỏ thuốc vì trách nhiệm với gia đình và cộng đồng. Những người không hút cần chủ động, mạnh dạn bày tỏ ý kiến đối với những người hút thuốc trước mặt mình. Qua đó, mỗi người đã góp một phần vào việc xây dựng một thế giới trong lành, không có khói thuốc độc hại.